bản tin tổng hợp ngày thứ 6, 23 tháng 8 của người Việt TV và các Linh xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm 23 tháng 8, sau khi nhận bản án 18 tháng tù giam vì tội giam mô với một bé gái ở trong thang máy của chung cư Galaxy 9 thì ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên là việc cựu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân của Đà Nẵng đã nộp ngay đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Trong đơn ông Linh có nêu ra rằng À, việc kết tội ông 18 tháng tù giam đó là không hợp lý và oan cho ông không phù hợp với lại quy định của pháp luật tại tòa thì ông theo tin trong nước theo cho biết thì ông Linh chỉ thừa nhận hành vi là ôm hôn bé gái ở trong thang máy ba lần là sai phạm nhưng mà ông vẫn cho rằng hành vi đó thì chưa đủ yếu tố để mà cấu thành tội phạm cho ông như là à, cáo trạng đã truy tố thì vụ án của ông Linh đã trải qua rất là nhiều lần xét xử. Tại phiên tòa vào ngày 25 tháng 6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận 4 đã quyết định trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ là trong cái khoảng thời gian từ 20, buổi tối 21 giờ 10 phút 6 giây cho đến 21 giờ 10 phút 31 giây thì cái bàn tay của ông Linh có chạm vào cái phần cơ thể phía trước của bé gái hay không. Vào ngày 11 tháng 7 thì phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh có kết quả giám định lại theo yêu cầu của tòa án, xác định là đã không đủ cơ sở để kết luận là bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé trong cái khoảnh khắc à, thời gian ghi hình lại của camera trong thang máy đã đã ghi lại. Mặc dù vậy thì cơ quan điều tra công an quận 4 à, cho biết là vẫn tiếp tục đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Linh dựa theo những hành vi mà camera ghi hình đã thu lại. Cho đến ngày 25 tháng 7 thì viện kiểm sát nhân dân quận tư đã ban hành cái cáo trạng bổ sung đó là tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo điều 146 bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là từ khoảng 6 tháng cho tới 3 năm tù giam. Và cuối cùng cho đến ngày 23 tháng 8 thì ông Nguyễn Hữu Linh đã bị kết án 18 tháng tù giam và ông đã kháng cáo ngay sau đó. Do đó cho nên là có lẽ là kết quả cuối cùng của vụ án vẫn có thể nói rằng chưa biết được và vụ án vẫn chưa thể được gọi là kết thúc. Một khách Trung Quốc bị bắt quả tang đã đã lấy trộm một cái số tiền khá lớn của một người khách Nhật Bản trên chuyến bay Vietnam Airlines mang số hiệu là VN143 đi từ Đà Nẵng vào Sài Gòn vào hôm 20 tháng 8 cho đến 3 ngày sau đó thì báo trong nước loan tin sau khi mà nhận được báo cáo chính thức từ cục hàng không, cảng vụ hàng không Việt Nam. À, tin cho biết đó là ông Yu-yong, 48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc đã trộm cái số tiền là 229.000 yen đã tiền Nhật tương đương với lại khoảng 2.100 đô la Mỹ của ông Takahashi quốc tịch Nhật Bản trong lúc đang ở trên máy bay và khi mà máy bay hạ cánh đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất thì đội an ninh cơ động của phi trường đã phối hợp với lại cảng vụ hàng không miền Nam cùng với đại diện của Vietnam Airlines đưa ông Lee yu về bàn giao cho đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để xử lý theo thẩm quyền thưa quý vị trong một cái cuộc họp báo chung diễn ra vào ngày thứ sáu 23 tháng 8 giữa thì cả thủ tướng Australia đó là ông Scott Morrison và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đều bày tỏ cái quan ngại về những căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông. Tuy nhiên cả hai đều né tránh nhắc đến đích danh Trung Quốc. Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là lần đầu tiên ông Thủ tướng lên tiếng về tình hình ở Bãi Tư Chính. Ông nói rằng Việt Nam vô cùng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông và Việt Nam đồng ý hợp tác trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn tự và tự do hàng hải cũng như là hàng không. Thủ tướng Úc Morrison thì cho biết rằng cần phải duy trì luật pháp quốc tế trong khu vực. Reuters có dẫn lời của ông Morrison nói rằng các nguyên tắc như là tự do hàng hải, hàng không là để đảm bảo cho các quốc gia có điều kiện có thể theo đuổi các cơ hội phát triển hiện đang có trong vùng đặc quyền kinh tế và vùng biển của họ và có thể tiến hành công việc đó mà không bị ngăn cản. Bên cạnh đó thì Úc cũng tuyên bố là sẽ cùng với Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải, bảo vệ các tàu chợ hàng đi qua các tuyến đường thủy chính ở Trung Quốc. Và chuyến công du Việt Nam của ông Scott Morrison là chuyến thăm chính thức của thủ tướng Úc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức là đối tác chiến lược vào tháng 3 năm ngoái và đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng Úc đến Việt Nam à, kể từ sau khi chuyến thăm à, vào năm 1994 của thủ tướng Paul Kitt đến Hà Nội. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì à, sau khi mà Bắc Kinh à, ngày hôm nay công bố cái mức thuế trả đũa đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ đô la của Mỹ thì à, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phản hồi bằng một cái dòng tuyết có nội dung là các công ty lớn của Mỹ giờ được ra lệnh là ngay lập tức phải tìm kiếm một quốc gia khác thay thế cho Trung Quốc, bao gồm cả việc là đưa các công ty của họ về về Hoa Kỳ và sản xuất các sản phẩm của họ ngay ở tại Mỹ. Ông Trump cũng viết thêm là Hoa Kỳ không cần Trung Quốc và sẽ khá hơn rất nhiều nếu mà không có Trung Quốc. À, theo ông Trump thì số tiền khổng lồ được tạo ra và bị Trung Quốc đánh cắp từ Mỹ từ năm này qua nhiều năm khác cũng như là nhiều thập niên nay thì phải sẽ và phải dừng lại ngay lập tức. Thì thật sự là không rõ ông Trump có thể sử dụng cái thẩm quyền pháp lý nào để mà buộc các công ty của Mỹ phải ngừng hoạt động ở Trung Quốc bởi vì tất cả các công ty và doanh nghiệp từ lớn tới nhỏ của Hoa Kỳ đều là à, theo dạng là sở hữu tư nhân Um, chuyện xảy ra là diễn biến này là kéo theo cái chuyện là hôm thứ sáu là Trung Quốc cho biết là họ sẽ áp thuế trả đũa đối với 75 tỷ đô la lên hàng hóa của hàng hóa của Mỹ, đặc biệt là nhắm vào dầu thô và các mức thuế trừng phạt nhắm vào ô tô do Mỹ sản xuất. Và hành động này của Bắc Kinh được Reuters bình luận là sẽ làm trầm trọng hơn nữa cuộc uh, uh, thương chiến đang diễn ra và có thể là đưa cái nền kinh tế hiện nay trên thế giới à, đang vốn là đang suy yếu sẽ đi vào cái tình trạng tệ hại hơn. Và thưa quý vị, à, phải có phải nói là mà mang một cái tính chất rất là Donald Trump là ăn miếng trả miếng. Ngay sau đó thì tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết là Hoa Kỳ sẽ áp thuế sẽ áp thêm 5% thuế À, nhập cản hàng hóa của Trung Quốc đối với cái um, động thái mà ông gọi là, đó là động thái chính trị bởi vì Trung Quốc đã áp thuế lên cái hàng nhập cản 75 tỷ đô la của Mỹ thì cái dòng tuyết này của ông Trump đưa ra là cách đây khoảng chừng 1 giờ đồng hồ và cũng trên Twitter ông Trump cho biết là ông rất tiếc vì chính quyền Hoa Kỳ trước đây đã cho phép Trung Quốc đi quá xa sự giao thương cân bằng đến nỗi cái điều đó đã trở thành một gánh nặng lớn cho công dân Mỹ. Và bây giờ với tư cách là một tổng thống Mỹ thì ông không cho phép điều này xảy ra nữa. Nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 này, ông Trump sẽ tăng thuế từ 20 cái mức 25% hiện tại lên 30% đối với hàng hàng nhập cảng trị giá là 250 tỷ đô la của Trung Quốc. Và bên cạnh đó, đồng thời ông Trump cũng tuyên bố tăng thêm 5% nữa đối với hàng hóa trị giá 300 tỷ còn lại của Trung Quốc, nghĩa là từ 10% ở mức hiện tại lên 15%. Thì uh, cũng là theo uh, bình luận từ Reuters, các cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay đang gây thiệt hại rất lớn cho các nhà nhập cảng ở cả hai nước và đồng thời tạo thêm một cái lo ngại là sẽ kéo theo cái sự suy thoái của nền kinh tế thế giới. Uh, một bằng chứng đó là chỉ ngay sau, uh, không lâu sau các dòng Twitter của ông Trump đưa ra, thì Bond Street đã mất hơn 600 điểm. Và cũng đáng chú ý, một điều nữa là giữa à, giữa cuộc chiến tranh thương mại đang rất căng thẳng này cũng vừa mới xảy ra thôi. Ông trợ tờ Washington Post đưa tin cho biết là trên một cái Twitter, ông Trump đã chấm dứt tình bạn với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng cách là trên Twitter thì ông không còn gọi ông Tập Cận Bình với cái từ là my friend nghĩa là bạn của tôi nữa mà thay vào đó là enemy có nghĩa là kẻ thù. Thưa quý vị, đó là những bản tin của ngày thứ 6, 23 tháng 8 mà chúng tôi gửi đến quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Các linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.